Chào mừng tất cả các bạn đến với chương trình của kênh Sách Nói OK Bình Dạng Sách. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu với các bạn một quyển sách rất tuyệt vời. Quyển sách được mang tên Bộ Ba Xuất Chúng Nhật Bản. Đây là tác phẩm của tác giả Jun Hochun. Nói đến Nhật Bản, chúng ta nghĩ đến một cái đất nước giàu nhất nhì thế giới, và nơi đó có những cái tập đoàn lớn, những tập đoàn lãnh đạo, những tập đoàn đã thay đổi thế giới. Rất là nhiều công ty tập đoàn của Nhật Bản vươn tầm thế giới và đã mang đến những dịch vụ, những sản phẩm tuyệt vời cho nhân loại. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ được giới thiệu bộ ba xuất chúng của Nhật Bản. Đó là ba con người đã tạo nên, sáng lập lên những tập đoàn như là Matsushita, Honda và Kyocera. Mời các bạn cùng lắng nghe quyển sách Bộ Ba Xuất Chúng Nhật Bản. Hãy đăng ký, subscribe kênh Sách Nói OK Bình Dạng Sách để được truyền cảm hứng và động lực qua những cuốn sách dạy làm giàu, dạy làm người thật hay và ý nghĩa nhé. Chân dung những nhà sáng lập tập đoàn Matsushita, Honda và Kyocera. Câu chuyện về ba vị doanh nhân huyền thoại của nước Nhật. Matsushita Konosuke, Honda Soichiro và Inamori Kazuo là những con người có xuất thân bình thường, nếu không muốn nói là nghèo khó trong xã hội Nhật Bản. Matsushita là con nhà nông dân, Honda có cha là thợ rèn, còn Inamori là con của người thợ in. Nhưng họ đã không ngừng thách thức những giới hạn, vượt qua mọi trở ngại để xây dựng nên những công ty thành công nhất tại Nhật Bản và trên thế giới. Đó là tập đoàn Matsushita, tập đoàn Honda và tập đoàn Kyocera. Bài học mà người ta có thể rút ra từ ba vị doanh nhân huyền thoại của nước Nhật là gì? Đó là xuất thân chỉ là điều kiện, không phải cơ hội. Người có xuất thân cao quý, giàu sang chưa chắc có thể làm nên sự nghiệp lớn. Ngược lại, nếu có lòng quyết tâm, khát khao học hỏi và một trái tim rộng mở thì chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ tương lai của mình và trở nên vĩ đại. Sẽ thế nào nếu Matsushita Konosuke chịu an phận làm nhân viên cho một cửa hàng xe đạp tại Osaka? Ngành công nghiệp xe máy và xe hơi Nhật Bản sẽ ra sao nếu Honda Soichiro chỉ mãi ở lại quê nhà tại Shizuoka? Và nếu Inamori Kazuo cứ mãi tự ti vì mình chỉ là một cậu học trò trường tỉnh, thì liệu có một tập đoàn Kyocera lừng lẫy như ngày nay? Với lối kể chuyện hấp dẫn và luôn đưa ra những bài học đúc kết sau mỗi chương, cuốn sách Bộ Ba Xuất Chúng Nhật Bản sẽ giúp bạn nhìn lại hành trình cuộc đời của những bậc doanh nhân được cả thế giới trọn vọng: Matsushita Konosuke, Honda Soichiro và Inamori Kazuo. Khen ngợi nhân viên cấp dưới vô điều kiện và công nhận thất bại là bước chuyển đổi về suy nghĩ rõ ràng nhất. Honda cũng nổi tiếng là công ty không coi trọng học vấn. Nếu so sánh về số lượng nhân viên tốt nghiệp đại học Tokyo ở ba công ty lớn của Nhật Bản là Toyota, Nissan, Honda, thì Toyota chiếm 39%, Nissan 60% và Honda chỉ khoảng 10%. Bởi những người tốt nghiệp các trường danh tiếng ở Nhật không muốn vào làm tại công ty Honda, một công ty từng là hậu bối của các công ty lớn khác. Nhưng Honda Soichiro không hề để ý đến điều này. Ngược lại, ông trọng dụng những người có năng lực mà không quan tâm đến học vấn của họ. Trong tầng lớp lãnh đạo của Honda, luôn có một hoặc hai người tốt nghiệp trung học phổ thông.
bản thân Honda Soichiro cũng chưa học hết cấp 1. Thay vào đó, ông lại có niềm say mê mãnh liệt với việc chế tạo máy móc và có nhiều ý tưởng mới mẻ. Dù trái ngược hoàn toàn với những sinh viên ưu tú, nhưng ông vẫn trở thành một vị CEO lỗi lạc. Ông hiểu rõ người như mình phải khó khăn thế nào khi phát huy năng lực ở các doanh nghiệp lớn, cho nên ông đã tạo dựng nên một công ty khác biệt, hội tụ nhân tài có cá tính riêng, một công ty mà người tài như bản thân ông có thể phát huy đầy đủ thực lực của mình. Nếu không thay đổi thì không tiến bộ, đối với cá nhân hay đối với công ty thì đều như nhau cả. Đó là một câu nói vui của ông. Honda nhấn mạnh tầm quan trọng của giác quan thứ 6 và kinh nghiệm của bản thân với các nhân viên của ông. Vào xưởng sản xuất, khi gặp nhân viên nào làm sai điều gì, ông thường hay hét lớn: "Bakayaro, này tên ngốc!" Rồi giơ nắm tay, nắm đấm ra đe dọa. Cũng có lúc Honda không kiềm chế được cá tính nóng nảy của mình nên đã vung tay, ném cả cờ lê và búa. Trong môi trường bạo lực như vậy thì chỉ người chịu đựng tốt mới có thể học được việc. Tuy nóng tính, nhưng ông lại là một kỹ thuật viên thấu đáo. Mọi hành động của Honda đều bắt nguồn từ tinh thần hăng say với máy móc thiết bị. Đó cũng chính là phương pháp ứng phó với mọi vấn đề xảy ra trong sản xuất của ông. Trước mặt, ông tỏ ra là một vị tổng giám đốc đáng sợ, nhưng đằng sau, ông là một kỹ thuật viên luôn làm cho người ta thể hiện sự kính trọng và ngưỡng mộ bởi lòng nhiệt huyết của ông. Và sau đây câu chuyện về Matsushita. Nhân tài phải phù hợp với tổ chức. Nếu Honda Soichiro tìm kiếm nhân tài có cá tính tự do, thì Matsushita Kunosuke lại tuyển dụng triệt để những nhân tài thích hợp với tổ chức. Ông nhấn mạnh rằng, những người nghĩ chỉ có mình thông minh và không chịu lắng nghe ý kiến của người khác thì không những không hỗ trợ được tổ chức mà còn gây ảnh hưởng xấu đến cả bộ máy tổ chức. Trước đây, có một người tốt nghiệp đại học đầu quân vào công ty Matsushita trong thời kỳ đầu khi ông vừa mới xây dựng công ty. Cử nhân đó thực sự là một nhân tài. Tôi là một người bận rộn nên tôi không có thời gian để dành riêng cho từng nhân viên. Nếu không phải lúc này thì nhân viên chưa chắc đã có thể có cơ hội nói chuyện với những người quản lý cấp cao. Người tận dụng tốt cơ hội như thế chẳng phải là người sẽ làm tốt việc của công ty hay sao? Người giơ tay đặt câu hỏi có thể thấy đó là người có được nhận thức về vấn đề. Hơn nữa, giơ tay lên cũng là một hành động cần sự dũng cảm. Người mà năng lực làm việc không theo kịp thì không thể làm thế. Nếu khách hàng hỏi công ty điện khí Matsushita là công ty sản xuất cái gì, thì các nhân viên sẽ trả lời rằng công ty điện khí Matsushita là công ty tạo nên con người song song với việc làm ra sản phẩm. Ông cho rằng niềm tin, khởi nguồn của lợi nhuận doanh nghiệp chính là con người quý giá như vàng ngọc. Câu nói này không chỉ là một lời nói suông mà nó được kế thừa thành truyền thống xuyên suốt của công ty Matsushita. Còn về nhân vật Inamori Kazuo, một nhà lãnh đạo tuyệt vời của tập đoàn Kyocera như thế nào? Inamori Kazuo, hãy quyết tâm hoàn thiện. Inamori Kazuo đưa ra lời giải đáp vô cùng rõ ràng đối với quan điểm về nhân tài của bản thân. Quan điểm đó có độ chính xác tương đối về ý nghĩa, bản chất của thành công. Kinh doanh, khả năng lãnh đạo, tổ chức, con người và công việc. Nhân tài khác nhau về giá trị quan, thái độ, năng lực. Năng lực là bẩm sinh, nhưng lòng nhiệt tình thì có thể chứa được bao nhiêu là lý do, ý chí của bản thân. Nếu thái độ tăng gấp đôi thì kết quả cũng sẽ thay đổi. Để trở thành một nhân tài xuất chúng thì giá trị quan phải lành mạnh, thái độ rõ ràng, năng lực cũng phải kiệt xuất. Nếu một người thiếu một trong ba giá trị này thì hai giá trị kia có nổi bật thế nào cũng khó được đánh giá là nhân tài. Có thể thấy, quan điểm về nhân tài của Inamori Kazuo vô cùng khắt khe. Trường hợp xét để thăng chức cho đối tượng là cấp lãnh đạo ở doanh nghiệp lớn, thì sau khi xét đến năng lực như kinh nghiệm và kết quả báo cáo thành tích trong quá khứ, thì sau đó sẽ phán đoán thái độ làm việc của ứng viên thông qua mọi người xung quanh. Cuối cùng,
ứng viên sẽ được kiểm tra giá trị quan về cuộc sống và thế giới. Theo đó, sự khác nhau giữa một người bình thường và nhân tài phụ thuộc vào việc giữ cân bằng giữa các mặt giá trị quan, thái độ và năng lực. Để trở thành nhân tài hoàn hảo về các mặt giá trị quan, thái độ, năng lực thì cụ thể cần nỗ lực những gì? Thứ nhất, nếu không thể làm việc mình thích thì hãy làm việc mình phải làm. Inamori sau khi tốt nghiệp đại học dù phải chật vật mới xin được vào làm một công ty, nhưng tình hình lúc đó rất khó khăn nên ông đã định nghỉ việc. Tuy nhiên, tình cảnh lại khiến ông bắt buộc ở lại công ty. Vì Inamori đã rất gắn bó với công ty nên ông luôn suy nghĩ một cách tích cực, đến cả ăn ở cũng tại công ty. Qua đó kiên trì, nỗ lực phát triển nguyên liệu nên ông đã đạt được nhiều thành tích đáng kể. Qua kinh nghiệm này, ông nhận ra rằng dù không phải là công việc bản thân muốn làm, nhưng nếu không có sự lựa chọn nào khác thì cứ chăm chỉ làm việc rồi sẽ gặt hái được thành công. Thứ hai, phải có ý thức của người làm chủ. Inamori nói rằng người có thể tự bùng cháy ngọn lửa nhiệt huyết, người có thể truyền năng lượng của bản thân cho người khác và người luôn nuôi dưỡng sự cao đẹp trong tâm hồn là những người xứng đáng lãnh đạo công ty. Cuối cùng, các yếu tố chủ yếu để tạo nên nhân tài như tính nhân văn, độ bền bỉ, lòng nhiệt tình và khi kết hợp năng lực nghề nghiệp thì sự kiệt xuất, xuất sắc sẽ được phát huy. Thứ ba, đó chính là quyết tâm hoàn thiện. Inamori đã theo đuổi sự hoàn hảo về công việc và chế tạo. Hãy làm ra một sản phẩm hoàn hảo đến mức không thể chê vào đâu được. Qua quyển sách bộ ba xuất chúng Nhật Bản, chúng tôi hy vọng rằng các bạn đã tìm ra một cái câu chuyện tuyệt vời để hướng đến thành công từ ba con người sáng lập lên ba tập đoàn Matsushita, Honda và Kyocera. Những con người bình thường sống trong một cái xã hội bình thường với một cái tinh thần, với một cái sự sáng tạo, với một cái ý chí đã sáng lập lên những cái tập đoàn tuyệt vời và rạng danh toàn thế giới. Chúng tôi mong rằng các bạn đã học được một điều gì đó trong quyển sách bộ ba xuất chúng Nhật Bản và áp dụng một điều gì đó cho bản thân, cho cuộc đời của các bạn. Chúng ta là những con người bình thường, nhưng chúng ta nếu có niềm tin, có ý chí và chúng ta quyết tâm thì chúng ta sẽ thành công. Sau khi nghe xong quyển sách bộ ba xuất chúng Nhật Bản, chúng tôi hy vọng các bạn đến nhà sách để tìm mua sách gốc để ủng hộ cho tác giả và nhà xuất bản. Vì đây là một cái hành động đẹp thể hiện truyền thống của người Việt Nam chúng ta là uống nước nhớ nguồn và ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Chúc cho các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Một lần nữa xin cảm ơn lời đề nghị và giới thiệu của các thầy ở trường Đại học Thành phố Hồ Chí Minh đã truyền động lực và chia sẻ với chúng tôi về quyển sách này. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn. Kênh Sách Nói OK, bình giảng sách. Đôi khi bạn cảm thấy không đủ kiên nhẫn để có thể đọc hết hoặc nghe hết một cuốn sách mà theo bạn nó quá dài. Đôi khi bạn cảm thấy không có thời gian hoặc quá buồn ngủ để có thể nắm bắt hết những thông tin, những bài học cực kỳ ý nghĩa mà chỉ khi tìm hiểu trên sách mới có được. Hãy để cho chúng tôi kênh Sách Nói OK, bình giảng sách làm thay cho bạn điều đó. Bằng cách bình giảng và biên tập lại, bạn chỉ cần nghe mà không mất quá nhiều thời gian để đọc hết nhưng vẫn nắm được toàn bộ nội dung mà cuốn sách cần nói. Hãy đăng ký, subscribe kênh Sách Nói OK, bình giảng sách để được truyền cảm hứng và động lực qua những cuốn sách dạy làm giàu, dạy làm người thật hay và ý nghĩa nhé.